liên quan đến các phòng khám tư có yếu tố nước ngoài vẽ bệnh moi tiền, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ có biện pháp xử lý hình sự nếu phát hiện hành vi sai phạm. Có hai người đã bị buộc xuất cảnh do liên quan đến hoạt động này. Đây là thông tin vừa được Công an thành phố Hồ Chí Minh trả lời truyền thông liên quan đến tình trạng người dân phản ảnh bị vẽ bệnh moi tiền tại các phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc thời gian qua. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra một số phòng khám có hoạt động phức tạp theo phản ảnh. Ghi nhận một số phòng khám như phòng khám đa khoa Lê Hồng Phong quận 5, phòng khám đa khoa quốc tế quận 1 vi phạm quy trình về khám chữa bệnh. Các vi phạm bao gồm quảng cáo và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, sửa hồ sơ bệnh án làm sai lệch thông tin khám chữa bệnh. Các vi phạm này đều được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền, đình chỉ hoạt động hoặc tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh có thời hạn. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế thành phố kiểm tra hoạt động tại các phòng khám bị phản ảnh vẽ bệnh, xử lý nghiêm vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời có biện pháp xử lý theo luật hình sự nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, với tình trạng nhức nhối này, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh riêng về nạn phòng khám vẽ bệnh, moi tiền người bệnh. Động thái này mở đầu cho quyết tâm trị dứt điểm các vi phạm của phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài. Chỉ trong 2 ngày, đường dây nóng đã tiếp nhận 19 cuộc điện thoại, trong đó có 5 cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền bệnh nhân. Các cuộc gọi còn lại có nội dung phản ảnh về khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, tham nhũng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Người đứng đầu ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các thông tin phản ảnh liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền đang được thanh tra Sở Y tế thành phố tổng hợp, xử lý theo đúng quy định.